Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Ngôi Đô. Thì ngày hôm nay em sẽ lên báo giá chi tiết cho một bộ dàn âm thanh nghe nhạc hát karaoke gia đình, phòng khoảng 25-30m² các bác nhé. Thì trên đây là một cặp loa full CF Audio Bass 25 hàng bãi xịn cho bác và anh em. Thì khi mà các bác và anh em sử dụng gia đình cần nghe nhạc hát karaoke sáng tiếng thì các bác và em sử dụng loa full rất tuyệt vời các bác nhé. Kèm theo đó là một chiếc đẩy LA400 giá tiền là 3.600.000 và một chiếc vang ETC giá là 1.600.000 và một con trầm JBL hàng nhập khẩu thùng gỗ lạng bát 30 giá là 3.500.000 các bác nhé. Đấy là tổng thể cho bộ dàn karaoke. Nếu mà các bác và anh em mua thêm mic không dây thì các bác và anh em sẽ lựa chọn những dòng mic Beyer, giá của nó sẽ dao động từ 2.100.000 đến 2.300.000 bên em. Còn nếu mà các bác và em không cần mic dây thì nếu mà lắp đặt bộ dàn âm thanh nghe nhạc hát karaoke như thế này thì em sẽ tặng toàn bộ dây jack xịn cho bác và anh em và một chiếc mic dây Tomahawk này các bác nhá. Đấy, chiếc mic dây này thì tiếng cực kỳ hay các bác ạ, rất hay. Và nếu mà các bác và anh em đang có nhu cầu sử dụng dây jack cho một bộ dàn âm thanh thì em sẽ lên cho bác và anh em thêm những cái loại dây jack để các bác và anh em đấu nối vào bộ dàn âm thanh để các bác và anh em nghe được những cái giải âm chất lượng của dàn nhạc các bác nhé. Thì khi mà chất lượng âm thanh nó phát ra từ bộ dàn âm thanh thì nếu mà các bác và anh em dùng những dây tín hiệu ra loa hay là tín hiệu từ vang xuống đẩy hay là tín hiệu từ đầu phát vào vang mà các bác và anh em dùng những dây tín hiệu kém thì nó sẽ không đem lại hiệu quả cao khi các bác và anh em nghe nhạc và hát karaoke các bác nhé. Thì ngày hôm nay thì trong bộ dàn âm thanh như thế này thì em sẽ báo giá luôn cả dây jack. Nếu mà các bác và anh em mua dây jack rời nhé, gồm có dây loa này, dây tín hiệu từ vang xuống đẩy này, dây tín hiệu từ vang ra súp này và dây tín hiệu từ đầu phát lên vang các bác nhé. Thì cái dây bãi này thì bên em về 1.000m các bác ạ, 1.000m để phục vụ cho các bác và anh em các bác nhé, 1.000m. Thì đầu tiên em lấy cái dây tín hiệu 4 lõi này để em làm dây loa và em sẽ đấu loa các bác nhé, đấu loa đấy, đấu hai jack mucic này. Thì chi phí cho một cái dây dài 3m và hai đầu mucic thế này là 100.000 các bác nhé, 100.000 đấy, 100.000 cho một sợi dây loa dài 3m đấy. Nếu mà các bác và anh em muốn cắt dài 2m thì các bác và anh em cắt thì cứ trừ đi 20.000 một mét, nếu mà cộng thêm 1m là cứ 20.000 một mét dây bãi này các bác nhé. Và đầu jack mucic này là 20.000 một đầu. Đấy, cái dây tổng 3m như thế này dành làm dây loa, giá của nó là 100.000 một sợi. Bây giờ em sẽ cắm dây loa trước này. Dây loa thì em đã cắm xong rồi nhé. Và tiếp theo thì đến cái dây tín hiệu Canon đực cái. Đấy, dây tín hiệu Canon đực cái này thì em cũng làm dây jack toàn bộ là đầu jack Canon xịn, đồng chân đồng xịn cho bác và anh em. Đấy, dây vẫn là dây bãi quá nhá. Và em sẽ kết nối từ vang xuống đẩy. Đấy, một cái dây tín hiệu nữa cũng rất quan trọng để các bác và anh em lấy tín hiệu từ đầu phát ra vang, đó là dây jack bông sen hai đầu. Đấy, bông sen hai đầu thì cái dây jack bông sen hai đầu với cái dây Canon đực cái kia là 150.000 một cặp có nhá, 150.000 một cặp. Và dây Canon hai đầu bông sen này cũng là 150.000 một dây, dài của nó là từ 1.2 đến 1.5 m. Còn nếu mà các bác và anh em yêu cầu em hàn dài bao nhiêu thì em sẽ hàn theo yêu cầu các bác và anh em, cứ tính thêm 20.000 một mét dây bãi này các bác nhá. Mua lẻ dây bãi, nguyên dây bãi cứ là 20.000 một mét các bác nhá, một mét. Bây giờ em sẽ lấy tín hiệu từ đầu phát lên con vang, tức là từ đầu giải mã lên con vang nhé.
đấy. Và một cái dây cuối cùng thì dùng loa trầm thì bắt buộc là phải có một dây tín hiệu từ vang do loa trầm, đúng không ạ? Thì đây là một cái dây Canon ra hai đầu bông sen để các bác và anh em chơi trầm ra hai vế các bác nhá. Đấy, vào hai vế để các bác và anh em mà chơi cái hiệu ứng xít teo của loa trầm thì cần phải một đầu Canon cái ra hai đầu bông sen như này. Anh em sẽ kết nối vào đường sau loa trầm. Đấy, bây giờ em đã hoàn tất xong hệ thống là dây rắc hàng bãi xịn với kèm với bộ dàn âm thanh mà em đã báo giá cho bác và anh em, loa CF Audio Bass 25 full các bác nhé, giá 5 triệu, đẩy là 3 triệu 6, vang 1 triệu 6 và loa trầm là 3 triệu 500 nghìn. Đấy, nếu mà các bác và anh em có nhu cầu lắp đặt tại nhà những bộ này thì em sẽ lắp đặt cho bác và anh em các bác nhé. Đấy, rất tuyệt vời luôn các bác ạ. Đặc biệt là khi mà những cái bộ dàn sử dụng dây rắc tín hiệu hàng bãi, dây bãi mà bên em làm để phục vụ cho bác và anh em làm dây tín hiệu hay là dây loa có nhá, khẳng định các bác và anh em đem lại chất âm cực kỳ hay. Bây giờ em sẽ test nhạc để các bác và anh em cùng thưởng thức cái chất âm của bộ dàn âm thanh này. Bộ âm thanh gia đình chi phí rất hợp lý để các bác em sở hữu coi nhé. Thì bác nào mà đang cần mua lẻ vang này, mua lẻ đẩy này, mua lẻ loa trầm thì hiện tại bên em vẫn đang có rất nhiều hàng để phục vụ cho bác và anh em. Rồi các bác và anh em có nhu cầu mặt hàng nào hãy liên hệ với Trần Hưng coi nhá. Rồi chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video của Trần Hưng. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.